quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Survey Việt và mình là Hà Thu. Gần đây thì Survey Việt đã nhận được khá là nhiều những câu hỏi về hệ điều hành Windows 10S, một hệ điều hành tuy là không quá mới và cũng không được phổ biến lắm tại thị trường Việt Nam, nhưng mà đang được Microsoft đã và đang trang bị cho những đứa con tinh thần của mình, ví dụ như là Surface Go 2 vừa mới được ra mắt cách đây không lâu. Vậy thì Windows 10S là gì và nó gồm có những chức năng gì, hay là ưu điểm và nhược điểm của nó sẽ ra sao? Các bạn hãy cùng với cả mình tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Nói một cách dễ hiểu thì Windows 10S là một phiên bản rút gọn của Windows 10 Home và được Microsoft cho ra mắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2017. Chính vì là một bản rút gọn, hệ điều hành này chỉ cho phép người dùng sử dụng những ứng dụng trong Microsoft Store, đồng nghĩa với việc là bạn sẽ không thể sử dụng những ứng dụng từ bên thứ ba, kể cả là những ứng dụng vô cùng phổ biến hiện nay như là Google Chrome hay là TokTok, Adobe Photoshop, thậm chí là cả Unique. Tuy nhiên, cái gì thì cũng có hai mặt của nó. Những máy hệ điều hành Windows 10S thì sẽ có hệ thống bảo mật cao hơn cùng với cả thời lượng pin tốt hơn. Điều này là bởi các ứng dụng được cung cấp cho người dùng trong Microsoft Store đều đã trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm duyệt của gã khổng lồ công nghệ Microsoft để đảm bảo an toàn cũng như là sự tương thích tốt nhất. Với những đặc điểm đã nêu ở trên, chắc chắn Windows 10S sẽ không dành cho đại đa số người dùng rồi. Vậy thì hệ điều hành này sẽ phù hợp với những ai đây? Liệu rằng bạn có nên sử dụng hay không? Trên thực tế, hệ điều hành này được tạo ra cho những người chỉ thực hiện những tác vụ như là lướt web, đọc báo, xem video, YouTube hay là học hành thông thường. Chính vì vậy mà Windows 10S đặc biệt phù hợp đối với đối tượng trẻ em hoặc là người già, những người mà chỉ cần một chiếc máy để phục vụ những nhu cầu cơ bản. Hiện nay thì hệ điều hành Windows 10S đang được Microsoft trang bị mặc định cho một số sản phẩm của mình là Surface Go, này, Surface Laptop 1 và cả Surface Go 2, sản phẩm mới nhất mới được bán chính thức tại Việt Nam. À, thông tin thêm cho các bạn nhé, Hà Thu thì đã trải nghiệm hệ điều hành Windows 10S trên phiên bản là Surface Go 2 mới chỉ khoảng 3 ngày nay thôi. Mặc dù là không cài được quá là nhiều những cái ứng dụng khiến cho mình cảm thấy hơi tù túng và không quen một chút nào cả, nhưng mà nếu mà chỉ sử dụng để lướt Facebook này hoặc là xem YouTube thì thời lượng pin của máy thực sự rất đáng kinh ngạc. Surface Go 2 với hệ điều hành Windows 10S cho phép mình sử dụng thoải mái trong vòng 9 tiếng đồng hồ. Thực sự là rất phù hợp đối với một MC như mình luôn phải tham dự rất nhiều các sự kiện di chuyển liên tục này, vì mình không thể lúc nào cũng cầm củ sạc theo được, thậm chí là còn không ở quá lâu một chỗ để sạc. Và nếu bạn là một người hay phải di chuyển, cần một thiết bị có pin tốt và cũng không có nhu cầu sử dụng ứng dụng gì đó quá là phức tạp, bạn hoàn toàn có thể thử sử dụng hệ điều hành Windows 10S. Và nếu như mà bạn đang có ý định rước một em Surface Go 2 về để có thể là trải nghiệm nhưng mà vẫn còn nhiều băn khoăn về hệ điều hành mặc định Windows 10S thì có một tin vui dành cho các bạn, chính là bạn hoàn toàn có thể update lên Windows 10 Home chỉ với một vài cú click chuột. Và trên đây là tất cả những thông tin cơ bản để giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về hệ điều hành Windows 10S của Microsoft. Trong một vài ngày tới thì mình cũng sẽ update lên Windows Home để có thể là trải nghiệm một cách đầy đủ nhất các tính năng của Surface Go 2 và sẽ có một bài review chi tiết hơn dành cho các bạn. Nếu như các bạn vẫn còn những thắc mắc hay là ý kiến gì thì nhớ để lại comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Hà Thu sẽ phải nói lời chào tạm biệt các bạn tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiện tại thì Survey Việt đã về những máy đầu tiên với số lượng không nhiều. Các bạn có nhu cầu thì hãy nhanh chân đặt hàng trước để nhận được những ưu đãi lớn nhé! Quý khách hàng mua Surface Go 2 phiên bản CPU Pentium 4425i sẽ được tặng một thẻ nhớ SD 64GB tốc độ cao hoặc sẽ được một phiếu giảm giá 500.000 đồng. Mua Surface Go 2 bản 2020 phiên bản CPU Core M3-8100i tặng ngay một hub chuyển đổi Type-C sang HDMI hoặc phiếu giảm giá lên tới 1 triệu đồng. Quý khách hàng mua Surface Book 3 13,5 inch 2020 bản tiêu chuẩn sẽ được tặng kèm một bút Surface Pen hoặc một phiếu giảm giá 1,5 triệu đồng. Mua Surface Book 3 13,5 inch 2020 bản Core i7, quý khách hàng sẽ được tặng kèm một bút Surface Pen và một chuột Microsoft Bluetooth cao cấp hoặc phiếu giảm giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khi mua Surface Book 3 15 inch 2020, quý khách sẽ được tặng kèm một bút Surface Pen, một chuột ARC Mouse và một túi đựng cao cấp hoặc phiếu giảm giá sản phẩm lên tới 3 triệu đồng. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đặt ngay cho mình một chiếc Surface Go 2 hoặc Surface Book 3 để sở hữu những phần quà hết sức giá trị này.